Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh ông giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 3, thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn tiếng Việt lớp 3 tập 1 của bộ sách Cánh Diều. Và khi xem video, thầy cũng hy vọng chúng mình hãy like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó thì chúng mình có thể nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của ông giáo. Và bây giờ đến với môn tiếng Việt lớp 3 tập 1 của bộ sách Cánh Diều. Thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động trong bài viết thứ hai tuần 14, đó là làm đơn tham gia câu lạc bộ thể thao. Thì để làm đơn tham gia được câu lạc bộ thể thao thì chúng ta sẽ đến với hoạt động đầu tiên, đó là hoạt động khám phá. Chúng mình sẽ nói về một câu lạc bộ thể thao mà em biết. Thì để nói được về một câu lạc bộ thể thao mà em biết thì chúng ta sẽ có các cái gợi ý, đó là đó là câu lạc bộ của trường hay là của nơi em ở. Tức là chúng mình sẽ phải nói được câu lạc bộ đó là ở đâu. Ví dụ như là ở trường hay là ở nơi em ở. Thì chúng ta có thể quan sát xem là ở trường mình có câu lạc bộ nào, hoặc là địa phương chúng ta có thể có câu lạc bộ nào thì chúng ta có thể kể cho các bạn. Hoặc là tiếp theo đó là câu lạc bộ đó có môn thể thao nào. Vậy thì chúng ta sẽ nói đến ý thứ hai, đó là câu lạc bộ đó có những môn thể thao nào. Ví dụ như chúng mình đang nói câu lạc bộ của trường đó là câu lạc bộ em yêu thể thao, đúng không? Đó là câu lạc bộ của trường em. Câu lạc bộ đó có những môn thể thao như là bóng rổ, bóng đá, cầu lông, bóng bàn. Và em muốn chơi môn thể thao nào? Thì chúng ta sẽ nói lên cái sở thích của chúng mình. Tùy mỗi bạn sẽ có một cái sở thích và một cái sở trường khác nhau để chơi các môn thể thao. Ví dụ như chúng ta có đôi bạn thì thích bóng đá, có đôi bạn thì thích cầu lông, có bạn thì lại thích bóng bàn, đúng không? Vậy thì ở hoạt động này chúng ta hãy dựa vào những gợi ý ở đây và chúng ta sẽ nói về một câu lạc bộ thể thao mà em biết. Thì để nói được thì chúng ta cần phải thảo luận theo nhóm đôi, tức là chúng mình sẽ có hai bạn một nhóm và chúng ta sẽ phải thảo luận, đó là bạn sẽ giới thiệu câu lạc bộ thể thao của trường hay là của địa phương bạn. Tức là một bạn sẽ phải hỏi và một bạn sẽ là trả lời. Bạn đầu tiên sẽ hỏi, đó là bạn sẽ giới thiệu câu lạc bộ thể thao của trường hay là của địa phương bạn. Thì bạn được hỏi sẽ trả lời tớ sẽ giới thiệu câu lạc bộ của trường mình. Rồi tiếp theo lại hỏi câu lạc bộ của trường có những môn thể thao nào. Tương tự như vậy, chúng ta có thể quan sát câu lạc bộ của trường có các môn cầu lông, bóng bàn, bóng rổ, võ. Và một bạn tiếp tục hỏi, đó là bạn muốn chơi môn thể thao nào? Tớ muốn chơi cầu lông. Và ngược trở lại, bạn được hỏi sẽ trả lời, còn bạn lúc nãy trả lời sẽ hỏi, đúng không? Và ở đây thì thầy hãy đưa ra một số gợi ý để cho chúng ta nói về một câu lạc bộ thể thao mà em biết. Như hoạt động này chúng ta sẽ tìm một người bạn thân hoặc là có thể là hỏi cùng bố mẹ, anh chị, bạn bè để nói về một câu lạc bộ. Sau đó chúng ta có thể tham khảo lên video để biết thêm về nói một câu lạc bộ thể thao mà em biết. Thì dựa vào ý của thầy, chúng mình hãy tìm một bạn hoặc là bố mẹ, anh chị để hỏi và nói về một câu lạc bộ em thích nhé. Và tiếp theo thì thầy sẽ đưa lên một chia sẻ của một bạn học sinh để nói về môn thể thao mà bạn ấy thích. Câu lạc bộ yêu thể thao, đó là câu lạc bộ trường em. Câu lạc bộ có rất nhiều môn thể thao, ví dụ như đá bóng, đá cầu, cầu lông, bóng bàn. Em muốn chơi đá bóng vì nó rất hay. Đây là một chia sẻ của một bạn nói về một môn thể thao mà bạn ấy thích, đúng không? Thì dựa vào gợi ý, bạn ấy cũng nói được câu lạc bộ yêu thể thao đó tổ chức ở đâu? Ở trường, đúng không? Cũng có thể một số câu lạc bộ tổ chức ở địa phương, hoặc là câu lạc bộ đó rất nhiều môn thể thao. Bạn ấy cũng kể được một số môn thể thao có trong câu lạc bộ, đó là đá bóng, đá cầu, cầu lông, bóng bàn. Và bạn ấy cũng nói lên được cái môn thể thao mà bạn ấy thích chơi, đó là bóng đá, đúng không? Thì ở hoạt động này chúng mình đã nói được một môn thể thao mà em mình yêu thích.
Đến hoạt động tiếp theo thì chúng ta sẽ chép mẫu đơn dưới đây vào vợ và điền các nội dung cần thiết vào chỗ trống. Đây chúng ta có thể quan sát đây là một tờ đơn đăng ký tham gia câu lạc bộ thể thao. Đầu tiên sẽ là thường thường tờ đơn thì chúng ta cũng đã được học đúng không? Đây là tiêu đề, ví dụ như là quốc huy quốc hiệu của Việt Nam đúng không? Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Ngày, tháng, năm. Ví dụ nơi ở đây thì có lẽ là Hà Nội, Hồ Chí Minh, Nghệ An, Hà Tĩnh, vân vân. Các huyện bạn đang ở, nơi bạn sống, ngày tháng năm. Đơn đăng ký tham gia câu lạc bộ thể thao. Kính gửi ban chủ nhiệm câu lạc bộ, tức là câu lạc bộ đó tên gì thì chúng ta viết vào. Tên em thì tên là tên của chúng mình. Ngày sinh, ngày sinh thì ngày tháng năm sinh của chúng ta. Nam hay nữ thì chúng ta sẽ điền nam hay nữ vào đây. Nơi ở chính là cái địa chỉ của chúng mình, nơi ở của gia đình mình. Học sinh lớp, ở đây chúng ta có thể thấy là lớp lớp chúng ta là lớp 3 đúng không? 3A1, 3A2, vân vân. Trường, trường tiểu học, tên trường của chúng mình. Em đăng ký tham gia câu lạc bộ, tham gia câu lạc bộ mà chúng mình đã đăng ký. Em xin hứa thực hiện đúng mọi quy định của câu lạc bộ, em trân trọng cảm ơn. Người làm đơn ký và ghi rõ họ tên, chúng ta phải ký tên ở đây và ghi rõ bên dưới họ và tên bên dưới đúng không? Viết một cái tờ đơn giống như cái tờ đơn đăng ký vào đội chúng ta cũng đã được học. Vậy thì bây giờ chúng mình hãy dừng video và thử điền những thông tin vào cái nội dung tờ đơn ở đây. Sau đó chúng ta sẽ có thể quan sát lên màn hình để xem một số tờ đơn mẫu. Ví dụ như ở đây thầy sẽ đưa lên một tờ đơn mẫu, vẫn có là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, một cái tờ đơn đã có sẵn đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ viết đó là kính gửi ban chủ nhiệm câu lạc bộ yêu thể thao. Ở đây là câu lạc bộ yêu thể thao. Em tên là Nguyễn Hoàng Minh Anh, tên của chúng mình, tên của các bạn là đăng ký. Sinh ngày 12 tháng 3 năm 2013 là nữ. Nơi ở là nơi của bạn ấy là Thanh Xuân, Hà Nội. Học sinh lớp 3A, trường tiểu học Ngôi Sao. Em đăng ký tham gia câu lạc bộ yêu thể thao. Em xin hứa thực hiện đúng mọi quy định của câu lạc bộ, em trân trọng cảm ơn. Người làm đơn, anh Nguyễn Hoàng Minh Anh. Vậy thì đây là một tờ đơn mà bạn ấy đã điền vào cái mẫu nội dung cần thiết đúng không? Mặt tờ đơn thứ hai rõ ràng hơn. Cũng giống như từ đơn lúc nãy thì kính gửi ban chủ nhiệm câu lạc bộ cầu lông, đây là một câu lạc bộ cầu lông thì bạn yêu thích cầu lông, trường tiểu học Bình Minh, có cả tên trường luôn. Em tên là Hoàng Anh Thư, sinh ngày 22 tháng 4 năm 2014, nam hay nữ thì bạn ấy là nữ. Nơi ở là 215 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Học sinh lớp 3A6, trường tiểu học Bình Minh. Em đăng ký tham gia câu lạc bộ cầu lông, em xin hứa thực hiện đúng nội quy định của câu lạc bộ, em trân trọng cảm ơn. Người làm đơn, thư Hoàng Anh Thư. Đây là cái tờ đơn đăng ký của một bạn học sinh lớp 3 tên là Thư. Nội dung đơn thì điền vào những thông tin thì chúng ta thấy có một cái tờ đơn thì nó sẽ có cái mẫu sẵn và chúng mình chỉ cứ điền cái thông tin với câu lạc bộ và cái môn thể thao mà mình đăng ký thôi đúng không? Như vậy thì ở đây thì chúng ta có thể là tham khảo vào và chỉnh sửa lại bài viết của chúng mình. Ngoài ra chúng ta sẽ có những cái mẫu đơn khác nhau và chúng mình chỉ cần điền thông tin vào là được. Vậy là thầy cũng đã hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động trong bài luyện tập làm đơn tham gia câu lạc bộ thể thao. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ giáo ra những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn các bạn và các em rất là nhiều.